Dưới đây không biết có con gì sống không anh? Có con gì sống à? Cái gì vậy bà nội? Có con sư tử dưới em. Con dâu y dưới đó. Hay vậy. Con bò dưới đó. Tôi thấy đuối miếng nha. Cái gì? Tôi thấy đuối miếng. Thằng Hiếu nó hỏi dưới nước có con gì sống? Con nó sống đó. À, có những câu hỏi gì mà ngờ nghẹt. Nó hỏi mà có thằng trả lời là thằng đó còn ngờ nghẹt hơn. Thằng đó còn ngờ nghẹt hơn. Quê là quê, là quê chúng mình quê nhiều. Hiếu ơi, Hiếu ơi, chắn được tàu mà, hãy chùm lên đầu đi. Chùm lên đầu hả? Thưa quý vị, anh em chúng tôi đang lên trên sông nước. Ở đây không phải miền Tây, ở đây không phải cao nguyên, mà ở đây là miền Trung. Miền Trung, hai ba. Miền Trung, Trung đất bồi phù sa. Người miền Trung gian coi. Em không lên cái tông đó là mình không vô được. Anh tính hát bài đã lâu lắm rồi không về miền Trung. Ok, hai ba. Đã lâu lắm rồi không về miền Trung. Sao bốn bè vậy? Em biết bài này không? Dạ không. Chán em ghê. Nhưng mà em bè được. À, em bè được. Thôi thì mình hát Hiền em đi trên sông Trăng Sáng đi. Ok. 2, 3. Thuyền em đi trên sông Trăng Sáng. Chơi lớn không? Ba gần. Bữa nay em xuống ba gần. Anh chơi đi anh. Mời em. Hiếu xem buồn gì Hiếu. Em bảo chị gì khó nói đúng không? Đúng rồi. Khó ra. Không nhớ gì mọi người. Đã 2 ngày rồi nên chúng tôi đã tích tụ bao nhiêu gọi là tinh hoa nhật nguyệt. Tinh hoa nhật nguyệt. Ăn hồn tôm cá mà chưa phóng thanh tụi nó được. Mình làm ăn nghệ thuật không? Mình không quay hình ạc rồi chứ hả? Bây giờ có ông Trăng Anaconda xuất hiện thì sao? Em nhảy lên trên liền. Em bắt cái đuôi liền. Đâu, tại sao mình phải nhảy lên trên? Em sai. Mình phải đẩy một bà quay phim xuống. Để con Trăng có mồi là nó không đụng tới mình nữa. Đúng đúng đúng. Đỡ mệt đó. Tại không? Con Trăng một khi nó ăn là hả nó nghỉ nó, một nó mệt, nó mệt, nó no, nó không có nhúng chết gì được. Nó phải tiêu hóa. Ừ. Nên mình đẩy một bạn quay phim xuống là Anaconda nó sẽ lấy bạn đó. Và mình sẽ tự động mình bơi về. Rồi mình làm ấy cho bạn đó. Mình sống vậy mà làm ấy chi nữa. Rồi chừng nào đi về bên đó hay là ở đây luôn? Chị em ở đây mà, ở đây mấy năm trời. Mấy năm trời. Dưới đây không biết có con gì sống không anh? Có con gì sống không? À? Cái gì vậy bà nội? Có con sư tử dưới em. Có con dâu y dưới đó. Hay vậy. Có con bò dưới đó. Tôi thấy đuối miếng nha. Cái gì? Tôi thấy đuối miếng. Thằng Hiếu nó hỏi dưới nước có con gì sống? Con nó sống đó. À, có những câu hỏi gì mà ngờ nghẹt. Nó hỏi mà có thằng trả lời là thằng đó còn ngờ nghẹt hơn. Thằng đó còn ngờ nghẹt hơn. Quê là quê, là quê chúng mình quê nhiều. Đây nghỉ nào. Nghỉ chưa đi. Đúng. Nghỉ chưa đi. Nghỉ chưa đi. Nghỉ chưa đi. Con này là con là gì? Ủa? Nó nhiều quá. Nhức đầu. Này. Ôi. Nó là cô chú quá. Con này. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Con này chính là cô Bảo. Em đã cứu Bảo. Em đã cứu Bảo.
Chị ơi, tóc chị bị đồng hết rồi. Chị muốn bộ tóc mới hay nào? Chị học xuống đi. Chị học tóc thôi. Hai, ba. Nhưng mà nói nghe chả quần. Hiếu ơi! Hiếu ơi! Chăm được tàu ha! Hãy chăm lên tàu đi! Chăm lên tàu hả? Mẹ già đứng kiếm miếng kia. Đúng rồi. Rồi mẹ già làm một quanh quanh quanh. Mẹ già lên ghế đầu dây của mình về đó. Đúng tao, chơi là mẹ già. Đi. Trời đi. Nếu mà em bị sao cái gì mẹ mới im lặng vậy. Em mệt quá. Mẹ già đi về không? Mẹ già không thì sao? Đứng lại phụ chơi sẵn mình cũng kéo dài. Đẩy về, đẩy về, đẩy về. 2, 3 Khoan, khoan, khoan. Chúng ta chiếm cái quần. Tôi bên giặt hỏi. Nhiều. Ba chục. Ba chục hả? Chờ xíu nha. Nè, cảm ơn nha. Trời ơi, giặt tao ướt quá vậy nè. Sao không hơi khô giùm cho tôi? Cho em giặt mấy thôi. Tôi đánh một sao. Trời ơi, đừng đánh một sao tôi, tội nghiệp tôi. Trời ơi. Hả? Nước có lọc mà. Rồi vậy thôi, giờ mình đi ăn sáng. Tụi anh em mình uống nước được rồi. Được rồi. Thôi đi thôi, đi thôi. Lấy thang. Thôi đi ăn sáng. Đi. Chú ơi, tạm biệt nha. Lấy thang cho con chú. Ôi ghê gì á. Văn vô thuộc cụ cụ cụ. Chú ơi. Chú. Ây da. Xuống. Em thắng rồi đó, em được ăn sáng đó. Sao? Em thắng rồi, em được ăn sáng đó. Giờ không cũng được thiệt. Trời ơi. Ê, con kiến nhiều quá. Bay lắm nha. Thang, lấy em cái thang đi lẹ đi, em trụ không nổi rồi. Mày cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Không được, ghê quá, cao quá. Lẹ đi mấy má ơi. Lẹ đây, lẹ đây. Mày chịu hết nổi rồi. Lẹ. Help me. Help me.
Ây da, kẹt bẹn, kẹt bẹn. Lấy cần giấy ước là rồi. Trời ơi, chết này. Số nào? Số xuống, em xuống. Số nào? Dương, Châu Quỳnh. Dương. Đúng mặt. Dương. Dương. Nè, nắm đỏ tay luôn nè. Tưởng chết không á? Kỳ dơ quá vậy. Trời ơi, đau quá, bám vô đau, trịnh chiến điện không à. Thấy không, con dê nó còn có trái tim. Nó kêu là cứu đi, cứu đi. Còn anh em trong đoàn thấy vậy, thấy không có trái tim. Thiệt luôn đó, anh em về chết rồi. Chơi về chết rồi. Ây da, không được rồi, được rồi. Thôi xong rồi quý vị à, đi vất vả xíu nhưng mà đội chúng tôi đã giành chiến thắng và ngày hôm nay chắc chắn sẽ thắng tất cả các game luôn. Bởi vì hôm qua tới giờ là chiến thắng thuộc về đội chúng tôi. Hãy yêu thương và ủng hộ đội chúng tôi ạ. Say, đi thôi. Anh là một người mà nếu như muốn có được mời làm việc tốt thì anh phải ngủ đủ 8 tiếng. Bất cứ là từ lúc nào được, nhưng mà hôm qua anh ngủ khoảng 4 tiếng thì trong đó khoảng 2 tiếng là anh chập chờn tỉnh ngủ. Chắc là anh ngủ được khoảng 2 tiếng hôm qua. Bây giờ người vẫn rất là mệt. Hôm qua anh nằm ở, anh đội thua mà, anh phải ngủ ở ngoài. Có một cái nệm nhưng mà đắp vào thì nó rất là nóng nhưng mà cởi ra thì nó lại rất là lạnh. May là không ốm, không bệnh hơn. Gió mạnh, chưa bao giờ anh ngủ ngoài biển cả. Đêm qua có ai ngủ ngáy làm ảnh hưởng giấc ngủ của anh không? Anh không biết là ai nhưng mà anh có nghe thấy tiếng của một ai đó. Em thấy hôm qua từ cái game mà ăn á là anh biết đã có dấu hiệu liệm dần rồi. Tôi ngủ từ chiều rồi đấy. Tại vì hôm qua 5 giờ dậy rồi. Ngủ vạ vật một vài giấc nhỏ nhỏ ở trên xe các thứ nhưng mà cũng chưa đủ. Anh thấy chuyến đi này đã đủ độ khó mà mình mong chờ chưa ạ? Thế là cũng ok rồi đấy. Với cả lần này tham gia chương trình sức khỏe của anh cũng không đạt ở mức tốt nhất nên là anh cũng có một chút khó khăn, hy vọng. À không, sẽ không có hy vọng. Với thành tích như bây giờ, anh Big Daddy ví đội mình giống một đội bóng nào? Chắc là câu lạc bộ xuống hạng. Anh nghĩ đội mình còn cơ hội để lội ngược dòng không? Anh hy vọng thế. Nhưng mà nếu như mà không lội ngược dòng được thì cũng không sao. Tại vì phong độ vẫn thế. Sao mà em quán quân mà phải đến đây chứng tỏ sức mạnh được? Thôi, em yếu lắm rồi. Mệt lắm rồi. Nếu mà được gọi là tham gia đại hội tình trạng sức khỏe tốt hơn thì em biết có tự tin là mình có thể chiến lại anh Lê Vũ Lâm cũng như kia tốt hơn mà. Anh nghĩ là sẽ tốt hơn chút. Tại vì là không, nhưng mà cũng không biết là tại vì anh Lâm anh khỏe không? Anh Lâm chắc anh cân được cả dàn cast trong mấy cái tập này luôn đấy, chứ đừng không nói riêng anh hay gì cả.
Nói chung là tham gia cùng với cả tất cả anh em thì cảm thấy là mọi người rất là vui, hoạt ngôn và bình thường mình đã là người nói nhiều rồi, nhưng mà hôm nay đến đây gặp mọi người thì cảm thấy như mình là kiểu như là gặp toàn phải như là chúa thể của những giọng nói các thứ, nên là nhưng mà cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là buồn ngủ. Ngay lúc này chỉ muốn đặt lưng xuống và ngủ một giấc khoảng 8 đến 10 tiếng, sau đó thì tỉnh dậy. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều thử thách ở phía trước, nên là hãy cùng chờ xem mà chúng ta sẽ còn những thử thách gì phải thực hiện ở trong chương trình này. Yêu trước ngày cưới phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion thứ 6, thứ 7 hàng tuần.